móc nối với gái quán hát và nhân viên phục vụ để tuôn ma túy vào quán bar, karaoke. Từ việc theo dõi, bắt giữ một đối tượng chuyên móc nối với gái hát, nhân viên phục vụ các quán bar, bắp, karaoke để cung cấp ma túy tổng hợp cho các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã triệt phá các tụ điểm ma túy phức tạp. Ngày 6 tháng 1, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 3 chuyên án chung 622H về đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy trong 2 ngày 3 và mùng 4 tháng 1. Đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa 11 tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ 13 đối tượng. Cụ thể, tại khu vực chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Quân, sinh năm 1999 trú ở xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa, hiện thuê trọ tại 12/24 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng thu giữ 6 viên thuốc lắc và 3 túi ketamine. Khám xét nơi ở của Quân tại 12/24 Tống Duy Tân, lực lượng công an thu giữ thêm 70 viên thuốc lắc và 14 túi ketamine. Để che giấu hành vi phạm tội, Đỗ Văn Quân thường xuyên thay đổi nơi ở, cứ 1 đến 2 tháng lại thay đổi chỗ ở một lần. Quân đã tìm cách móc nối với các đối tượng gái hát, nhân viên phục vụ các quán bar, bắp, karaoke để cung cấp ma túy tổng hợp cho các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Để đấu tranh triệt xóa điểm phức tạp về ma túy nói trên, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung điều tra, xác minh và nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, từ đó chủ động lập án đấu tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang Quân cùng các đối tượng khi bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ số ma túy. Việc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy này đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.